Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm vòng tay. Và vòng tay hôm nay của mình sẽ có từ Baby Shark. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nhé mọi người. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm vòng tay. Và vòng tay hôm nay của mình sẽ có từ cá mặt nhăn. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nhé mọi người. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn là vòng tay. Và vòng tay hôm nay của mình sẽ có từ con cá nhau mày. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nhé mọi người. Toàn cái tên gì ấy, bực mình lắm. Nhưng mà thôi kệ đi, túng thiếu. Đầu tiên là mình sẽ xỏ với màu tím nho nha. Sau màu tím nho là mình sẽ xóa màu xanh lá cây. Bây giờ mình sẽ tiếp tục câu hỏi nữa. Vàng của mình này, mọi người ơi, màu vàng của mình đây nha, đây là màu vàng của mình, là màu thứ hai nha mọi người. Tiếp theo là mình sẽ xỏ màu đỏ nha. Màu đỏ của mình đây nha mọi người. Các bạn ơi, đây là màu đỏ của mình. Tiếp theo là mình sẽ xỏ màu cam nha. Thank you.
Bây giờ mình sẽ trang trí trong vòng của mình nhé mọi người. Mọi người ở đây, trước vòng mình hoàn thành rồi này, video của mình đây là kết thúc nha. Nếu các bạn thích thì có thể cho mình xin một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha. Mọi người, đây chiếc vòng của mình hoàn thành.